Mình có từ tóc thẳng thì cô có tính từ gì nhỉ? Straight đúng không nè? Straight đúng rồi. Và antonym với straight, từ trái nghĩa với từ straight thì tóc nó sẽ như thế nào con? Curly, tóc xoăn đúng không? Rồi, đúng rồi. Talk about your hair. Can you describe your hair? Nè. Ở đây cô có những cụm từ như thế này nè. I have got hoặc là I have. Tôi có. Thứ nhất, bạn nam miêu tả giúp cô là tóc bạn nam long or là short, là nó ngắn hay nó dài. Tiếp theo, bạn nam short, bạn nam miêu tả giúp cô là tóc bạn nam có xăng không hay là tóc bạn nam như thế nào. Đó, được chưa nè? Và ở ô tiếp theo, bạn nam có tóc màu gì? Tóc màu gì? Đó, ở ô tiếp theo, bạn nam có tóc. Cô có tính từ. Cô có từ này. Nghĩa là tóc màu gì vậy con? Từ này đọc sao nhỉ? Blonde. Để miêu tả đầu tóc màu gì? Để miêu tả màu tóc màu gì? Vàng hoe. Và cô có từ fair. Fair. Cô có từ fair. Nó cũng giống như là blonde. Hai từ này nó gần giống nhau quá con. Nó đều là tóc vàng hoe. Nhưng mà từ blonde thì màu vàng nó ít vàng hơn, màu vàng này nó sáng hơn. Còn cái từ fair thì tóc nó lại vàng hơn. Và hai từ này cô đều dùng để miêu tả đầu tóc vàng hoe cả. Được chưa? Được chưa nè? Đọc lại giúp cô nào. Fair. Và okay. Này là tóc màu gì vậy con? Mình có tóc màu xám không nhỉ? Ở đây nó màu xám là đúng rồi, nhưng mà nếu gọi là tóc thì mình gọi nó là màu gì nhỉ? Sao con? Tóc bạc đó. Cô có cái từ màu xám, nếu mà mình dùng để miêu tả đầu tóc thì mình gọi giúp cô ở đây là tóc bạc nha. Nếu con muốn miêu tả tóc bạc á thì con dùng từ gray. Can you tell me about your hair? Short, straight, black hair. Okay, very good. Now describe the hairs. Can you see four people? They are different. Con có thể nhìn bốn bạn này thì bốn bạn này khác nhau. Bạn nữ đầu tiên nè, con có thể miêu tả giúp cô về đầu tóc của bạn này như thế nào được không, để cô phân biệt được hai bạn này nè. Short. Yes, very good. And the girl is tidying her hair.
Và cô gái đang cột tóc thì có đầu tóc như thế nào nhỉ? She has long, Long. straight, long, straight, fair And, và tóc bạn ấy màu gì nhỉ? hair. Fair, vàng, vàng phải đậm Đúng màu. rồi, vàng he mà đậm màu. And the boy had the black skin. He has short, Short, curly. brown hair. Okay, very good. And this. Và bạn này thì sao nhỉ? He has got short, short gray, short gray, close hair. Đúng rồi, bạn này thì tóc bạn này thì ít vàng hơn thì mình có thể dùng từ blonde cũng được nè, đúng không? Rồi, hôm nay thì cô đã chỉ cho bạn Nam được hai danh từ. Hai danh từ về bộ râu. Bạn Nam có thể phát âm lại giúp cô được không? Cái râu mà trên này mình gọi là râu ria mép nè. Thì cô có từ gì nhỉ? Mustache. Okay, can you repeat? Mustache. Very good. Và bộ râu ở dưới cằm này thì sao nhỉ? Beard. Bear. My. Rồi, bạn. Rồi, thời gian học hôm nay là hết rồi. Bạn Nam về giúp cô tập phát âm lại cái từ này được chưa? Từ này thì hơi khó phát âm đối với bạn Nam đúng không? Rồi, bạn Nam về tập giúp cô phát âm lại từ này nè. Và mình đã có học rất được những tính từ, những kiến thức, những cặp từ như thế nào để chỉ bộ tóc con. Trái nghĩa. Long, short, cut, long, trải nghiệm về short, và curly, trải nghiệm straight. Đúng rồi. And this is the end of the lesson today. Goodbye Nam. Goodbye, sister. Okay, see you later. Okay, see you again.